Xuân Hùng xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì em lại quay lên và báo giá cho các bác một chiếc xe Matiz. Matiz là dòng xe tập lái rất là dễ mua, dễ chạy cũng như là sử dụng rất là dễ dàng luôn. Đặc biệt thì nó rất là rẻ. Đấy, đây là một chiếc xe Matiz đời 2002, đăng ký đầu 2003 với phiên bản số sàn xe tư nhân một chủ từ đầu biển Hà Nội. Xe này không dịch vụ taxi cũng như là không có đâm đụng va chạm gì. Đây là một chiếc xe lành lặn, bền bỉ cũng như là sạch sẽ gọn gàng và giá thì nó chỉ có vài chục triệu thôi. Vâng, em sẽ quay một vòng xung quanh chi tiết để các bác biết được chiếc xe này nhá. 2002 đến ký 2003 là một chiếc bản SE xịn. Bản SE xịn là bản trợ lực kinh nhận nguyên bản cho chiếc xe này. Vâng, đây là một mẫu xe Matiz tập lái. Bác nào mà vừa mới học lái xong mà cầm tấm bằng trên tay mà chưa tự tin để mua xe mới để chạy thì hãy mua chiếc xe này chạy tạm. Nó chỉ vài chục triệu thôi, nhưng mà chiếc này được gọi là trợ lực kinh nghiệm, trợ lực nhẹ này. Trợ lực nhẹ nhưng kinh nghiệm nguyên bản theo xe. Được chưa? Đấy, máy móc thì ok và điều hòa mát, đăng kiểm con này mới đăng kiểm xong. Cho nên là các bác yên tâm về vấn đề hành lang pháp lý cũng như là về chất lượng xe. Đấy, đây là các bác nhìn này, táp ly táp lô đẹp và gần như xe tư nhân một chủ đời mới, không có chạy dịch vụ taxi gì. Không chạy dịch vụ taxi nhá. Cho nên là nó khá chất lượng. Vâng ạ, thì chiếc này em đang gửi tới cho bác là 45 triệu đồng thôi. 45 triệu đồng có bớt có thương lượng và cần thiết em ship tận nhà cho các bác, không phải đi lại nhá. Ship tận nhà luôn nhá. Sơn si bóng mượt đẹp đẽ, máy móc ngon, gầm mảnh gầm bệ không một tí một ngọt luôn. Con này cam kết cho bác được gầm bệ cực ngon. Đây em sẽ quay luôn gầm cho xem này. Với cái dòng xe 202 203 mà gầm như thế này rất hiếm luôn nhá. Đây ạ, các bác có thể nhìn được gầm nhá. Gầm nó quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Gầm như thế này thì các bác biết là xe cực kỳ rồi. 2002 đến kia 203. Xe tư nhân một chủ từ đầu biển Hà Nội. Đấy, không dịch vụ taxi. Ở khu vực Hà Nội các bác nào mà thích mua con này về đi lại thì tuyệt vời luôn. Ok nhé. Đấy, 2002 đến 2003 này. Phiên bản này thì các bác yên tâm là mua về đi không phải nghĩ ngợi luôn. Chất lượng và được gọi là nhẹ nhàng, gọn gàng. Với mức độ máy móc nó rất là êm và dễ lổ. Đấy, có nhé. Đăng kiểm thì mới. Đăng kiểm còn đến tháng 10. Đấy, đăng kiểm tháng 10. Thì em mới đăng kiểm từ tháng 4 nhá. Bây giờ đang tháng 5 mới đăng kiểm được đâu nửa tháng thôi. À, rất là ngon lành đối cho bác luôn, sạch sẽ gọn gàng, mắt đèn sáng, đèn gầm đầy đủ cũng như là biển Hà Nội sạch sẽ gọn gàng. Vâng ạ, máy thì cực kỳ dễ lổ nhá, em sẽ lổ máy cho bác xem này. Biển 4 số một chủ từ đầu biển Hà Nội và đời 2002 đăng ký 2003, em sẽ lổ máy này, máy cực kỳ dễ lổ luôn các bác ạ. Đấy, chỉ cần vặn chìa khóa thôi nhá, vặn chìa khóa là lổ thôi, rất ok luôn các bác nhé. À, với những chiếc xe này thì các bác mua vào đi lại thoải mái, những vô lăng ấy còn sạch sẽ gọn gàng này. Và nó không chạy dịch vụ taxi, được chưa? Đấy, các cái táp ly táp lô rồi thì đồ đạc của nó đẹp như thế này nhá. Ok các bác nhá. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua xe này thì có thể alo trực tiếp cho em Xuân Hùng theo số điện thoại 0896 108883. Em xin chào, hẹn gặp lại.